Vâng ạ, siêu thị hàng bãi B52 Audio xin kính chào tới toàn thể các bác yêu âm thanh hàng bãi trên mọi miền tổ quốc nhé. Vâng, thì cũng theo nhu cầu tất cả của các anh em thì cái dòng loa DE này em đã lên sóng rồi. Theo nhu cầu tất cả của các anh em và các như tất cả các quý khách hàng là yêu cầu em test nhạc các bác nhé. Thì em sẽ làm một cái video chi tiết để test nhạc riêng về cái dòng loa DE này các bác nhé. Thì mời các bác trước khi test nhạc, trước khi các bác thẩm âm thì mời các bác đi vào xem chi tiết và cái nội thất và cái như cái vẻ đẹp bên ngoài của em nó. Thì xong là em mời các bác thẩm âm các bác nhé. Thì ở đây thì cái dòng loa DE này em về được 5 đôi các bác nhé, có 5 đôi thôi. Thì em sẽ cho các bác xem chi tiết lại cái vẻ đẹp bên ngoài của em nó các bác nhé. Thì đây là đằng trước của em nó mang nó có một logo anh em nhé, DE Autotech các bác nhé, DE và cái logo của nó, biểu tượng của nó là cái móc câu anh em nhé. Và tất cả hoàn toàn là bằng nhôm mạ đồng hết anh em, cực đẹp không bị han gỉ đâu các bác nhé. Thùng cân, thùng cực đẹp luôn. Và đằng trước e căng của nó thì họ sẽ làm cho một cái dàn thọc này thì để cho có những cái điểm nhấn của cái loa DE của mình, cái loa đẹp hơn và cho nó lịch lãm hơn các bác nhá. Và đằng trước của nó đây là đằng dưới là cũng là một cái tem của nó, là cái tem cái logo DE các bác nhá, logo DE DE Autotech và hoàn toàn bằng nhôm mạ đồng anh em nhá, cực kỳ đẹp cho anh em, biểu tượng là cái móc câu anh em nhá, đó nó là cái móc câu các bác nhá. Và DE Autotech các bác nhá. Và em cho các bác xem chi tiết về cái vẻ đẹp bên ngoài của nó em nói các bác nhá. Đây các bác nhá. Đó thì thùng cân. Em nói các bác này, cái dòng này thì nó đã vừa đẹp rồi, nó còn hay nữa các bác nhá. Hay rồi lại xong lại còn vừa đẹp nữa các bác nhá. Thì nó đẹp nó hay như thế nào thì các bác em sẽ lấy nét xa cho các anh em xem. Thùng cân đẹp quá đẹp luôn, đẹp cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Và đây thông số kỹ thuật của em nó đây các bác nhá. Đó, thông số kỹ thuật của em nó đây. Đó các bác nhá. Đó đây là cũng một cái logo này anh em nhá. Đây là tem mã vạch của nó em các bác nhá. P12 đây. Cái model của nó là P12 anh em nhá. Và công suất của con này 400W một quả anh em nhá. 400W một quả các bác nhá. Và độ nhạy của con, độ giải tần của con này xuống tới 47Hz anh em nhá. Xuống 47Hz. Xuống 47Hz anh em nhá. Đấy, độ giải tần của nó xuống 47Hz và tới 19kHz. Độ nhạy của nó lên 99dB, công suất của nó là 400W một quả các bác nhá. Đấy tem của nó đây các bác nhá. Đó, họ in ấn là có nghĩa là liền chìm vào trong cái bảng thông số của em nó là không phải dán đâu. Đó, không lấy ra được các bác nhá. Đây này. Đó. Và các bác nhìn này. Cực kỳ chất lượng cho anh em. Đấy, đây là những cái tem như đây này. Model in DE này, Autotech này và DE này, Autotech này, Pro này các bác nhá. Đó, và hai đường vào, một đường vào và một đường ra cho anh em, một đường vào và một đường link lên con loa khác. Và lỗ tay cầm đằng sau cực kỳ đẹp cho các bác. Và anh em đây, ở bên hai bên này là có hai cái lẹt nhôm mạ đồng anh em nhá. Nhôm mạ đồng cực kỳ đẹp. Để cho các bác. Và đây thì em sẽ không để các bác chờ lâu nữa. Và em sẽ cho các bác xem vào chi tiết về cái nội thất của em nó qua lại một lần nữa rồi các bác nghe nhạc các bác nhá. Thì sử dụng là củ chép này, củ chép BNC anh em nhé, củ chép BNC, củ chép BNC của Italia đây anh em nhé, Made in Italia đây các bác nhé, củ chép BNC. Và họng rất chi là to anh em nhé, họng rất chi là to. Họng to này thì nó phủ chất âm cực kỳ rộng cho các bác, trong đều ra những căn phòng rộng các bác nhé. Và bát của nó là bát DE anh em nhé. Đây bát DE đây các bác nhé. Đó, đồng loa DE thì phải bát DE rồi các bác nhé. Chính tất cả hoàn toàn là của DE hết các bác nhé. Đó, hoàn toàn của DE hết. Và côn của nó là côn 76 anh em nhá. Côn 76 màng cực kỳ sâu luôn anh em, gần 2 sóng, màng cực kỳ sâu luôn. Và ấy, đây và em cho các bác xem cái phân tần của em nó. Phân tần của nó hoàn toàn sử dụng là phân tần của linh kiện DE hết các bác nhá. Của hãng DE Autotech. Thì cái dòng DE này thì trên thị trường bán còn mới, nó mới rất chi là nhiều anh em nhá. Khá là đắt tiền các bác nhá. Đó thì em cũng mới về được có mấy đôi nào. Đây là hàng bãi anh em nhá. Hàng bãi đó các bác này. Đó đây phân tần cực kỳ đẹp cho các bác nhá. Cảm con cảm của bát và của chép đây anh em nhá. Đó, tụ toàn hoàn toàn tụ xịn cho các bác. Dây cực kỳ to luôn các bác nhá. Và bông tiêu âm họ sắp xếp khá chi là gọn gàng cho anh em rồi. Đấy, bắn ghim hết cho các bác nha các bác nhá. Đó, quá đẹp luôn, thùng gỗ, chôn lỗ, chôn khuyên hết cho các bác nhá. Và thì em cũng không để cho các bác chờ lâu nữa, em cho các bác đi xem vào và đi nghe tiếp nhạc, tiếp chất âm luôn cho anh em. Thì dòng loa này cái dòng loa này em đang bán cho các bác là 12.500.000 đồng cho một đôi loa DE này các bác nhá. 12.500.000 đồng thì mời các bác đi thẩm âm với em ạ. Thì tất cả những test nhạc thì em có một mình em, thì em test nhạc tất cả em cũng test thô sơ thôi các bác nhá. Qua con đẩy và qua lên con vang và lên cái máy tính em tải nhạc về thôi các bác nhá. Thì em cho các bác nghe một đoạn, qua một đoạn nhạc Bolero anh em nhá. Bolero
remix để cho các bác nghe, các bác vui lòng cắm tai nghe vào nhá. Đó, các bác nghe qua bộ đoạn nhạc remix để xem cái tiếng bass của nó xem sâu mềm thế nào anh em nhá. Đó. Em cũng không tải được lên video nó dài các bác nhá. Thì các bác nghe em nghe cảm thấy ngoài sướng cái lỗ tai luôn các bác. Nghe đã thật đi. Công nhận cái dòng loa này quá hay luôn các bác nhá. Nó đều cả ba giải cho các bác nhá. Tiếng bass sâu mềm và tiếng chép cực kỳ dẻo các bác nhá. Tiếng chép cực kỳ dẻo luôn. Vâng, thì cái dòng loa này thì em nói hay rồi, nó còn đẹp nữa các bác nhá. Hay rồi mà hình thức nó còn mẫu mã nó còn cực kỳ đẹp luôn cho các bác nhá. Thì những anh em nào mà đang muốn sử dụng cái dòng loa DE này thì anh em sẽ nhắn tin và gọi điện về cái số điện thoại của em trên màn hình các bác nhá. Và em đang bán là 12.500.000 đồng các bác nhá. 12.500.000 đồng cho một dòng loa này thì em vẫn bao hay và cho các bác trong vòng 3 đến 5 ngày một tuần. Các anh em nghe thử không hay các bác trả lại hàng cho em các bác nhá. Các bác trả lại hàng cho em. Còn nếu như mà hàng nhái, hàng giả cầy, hàng vớ vẩn, em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác nhá. Là bên em bán hàng này các bác cũng theo dõi này các bác cũng biết rồi anh em nhá. Thì cuối video và em không còn gì nữa, em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh giúp em để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em các bác nhá. Vâng, em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.